Thế là bọn mình đã mua xong xe đạp. Hai cái xe đạp phải rất là nhẹ. Hai cái xe đạp rất là nhẹ và kiểu đẹp nữa. Thế là có một cặp xe đạp đôi, mũ bảo hiểm đôi. May là cái cốp xe rộng ấy, không thì không vừa. Tại vì là họ không có dịch vụ ship hàng ấy mọi người. Cái đấy là mình thấy bất tiện nhất, tại vì là mua xe đạp ấy. May quá là vừa. Nếu không thì lại phải đạp xe về trước. Chào buổi sáng mọi người. Tối ngày hôm qua thì bọn mình vừa mới lấy xe xong thì sáng nay thời tiết khá là mát mẻ, trời lại còn hơi se se lạnh nữa, nên là hai đứa quyết định là sẽ lấy xe đạp ra để đi lượn. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh răng rửa mặt và skin care, xong đấy là chúng mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài nhé. Đợt này thì mình cũng đang chuyển sang một bộ sản phẩm mới của Off Skin mà mình thấy bộ sản phẩm này rất là phù hợp với da của mình. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt 3 trong 1. Sữa rửa mặt này thì có kết cấu dạng whip kết hợp với cả những cái hạt nhỏ thì sẽ làm sạch sâu cũng như là loại bỏ được tất cả những cái độc tố bụi bẩn ở bên sâu trong lỗ chân lông của mình, mà đặc biệt là nó không hề gây kích ứng hay là hiện tượng khô cong da. Mình thấy là trong thành phần của em này thì có chiết xuất từ tinh dầu vỏ chanh, cho nên là nó có một cái mùi thơm tươi mát rất là dễ chịu, tạo một cái cảm giác sảng khoái khi mà mình rửa mặt. Tinh dầu từ vỏ chanh này thì cũng sẽ hỗ trợ để cho mình có thể nâng tông da, giúp da mình trắng hơn, và thành phần cấp ẩm chất chiết xuất từ cây lá phong thì sẽ mang đến một cái hiệu quả cấp ẩm tối ưu tức thì, bổ sung độ ẩm cho da từ sâu bên trong và có thể giúp cho da mình cân bằng cũng như là duy trì độ ẩm suốt cả ngày. Rửa mặt xong thì bây giờ mình sẽ sử dụng toner dạng xịt. Toner này thì sẽ giúp làm mình dịu da và có thể là giảm được những cái kích ứng ngay tức thì và cải thiện được cái tình trạng mất độ ẩm trên da của mình. Dành cho những bạn nào mà da bị khô hay là cần cung cấp độ ẩm cao để da không bị lão hóa và gây nếp nhăn. Bước cuối cùng rồi đây, bây giờ thì mình sẽ sử dụng tinh chất dưỡng ẩm cô đặc. Với kết cấu cô đặc thì em này có khả năng giữ ẩm tối đa và giúp cho da mình ẩm mượt cũng như là mướt mịn suốt cả ngày. Và đặc biệt là em ấy thẩm thấu rất là nhanh ở trên da, cho nên là mọi người yên tâm là khi mà dùng em này thì không cảm giác bị bí bách ở trên bề mặt da đâu nhá. Thành phần của em này thì có phức hợp double peptide cũng như là acid hyaluronic thì sẽ giúp cho mình có thể tối ưu hóa tính năng dưỡng ẩm ở trên da và hỗ trợ cải thiện tình trạng bị lão hóa da của mình, giúp cho da của mình có độ đàn hồi và săn chắc căng mịn hơn. Một cái tip để cho mọi người có thể sử dụng sản phẩm này đó là hôm nào mà mọi người thời gian thư giãn thì mọi người hãy sử dụng nó như là một cái lớp mặt nạ, thì cái tinh chất này nó sẽ thẩm thấu sâu hơn vào trong da, giúp cho da của mình khỏe mạnh hơn. Những cái lúc mà mình thư giãn và thả lỏng thì lỗ chân lông của mình sẽ không bị bí bách, và khi mà mình chăm sóc vào cái thời gian này thì chắc chắn là cái hiệu quả của sản phẩm nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, buổi sáng của mình thì chỉ có đơn giản 3 bước skincare như thế này thôi. Nhưng mà trộm vía là từ lúc mà mình sử dụng bộ sản phẩm này thì mình thấy là da của mình nó cũng lên tông và căng mướt. Quan trọng là nó luôn duy trì được độ ẩm. Cho nên là mọi người có thể thử tham khảo ở bộ sản phẩm này xem sao nhé. Mọi người nhìn thấy ở dưới cái sân bóng ở chỗ dưới nhà mình không? Hôm nay người ta đang nhảy dù này. Tại vì hôm nay gió rất là mát. Đó, mọi người thấy không? Cây bay này. Gió rất là mát, nắng nhẹ, hiu hiu. Vợ chồng mình sẽ đạp xe đi ăn sáng và sẽ dẫn mọi người đi cùng nhé. Wow, thời tiết hôm nay bao phê luôn. Lạnh lạnh ấy. Mát lạnh lạnh. Nhưng mà sợ là tí nữa sẽ mưa. Nhưng mà như thời trời như này đạp xe thích này đấy, mọi người nhìn không? Cây cỏ nó bay này, trời này đạp xe dễ chịu lắm luôn á. Mình mua một cái túi này để có thể để điện thoại các kiểu và đồ có trước mặt. Rất là tiện luôn. Mình thì có một cái túi này rồi. À, mua trước một cái túi để xem là nó có tiện thật sự không. Tiện mà, hợp lý mà. Xoay đằng sau này thì mình có thể bắt cho nó vừa với cả cái size đầu của mình ấy. Rồi, nó sẽ không bị lung lay. Trong hai đứa mình đội mũ bảo hiểm. Mua ạ. Sweet.
Đấy, quán này ở số 18 đường 49B Thảo Điền nhé. Vợ chồng mình đang có mặt ở một quán mì ở bên quận 2, bên Thảo Điền, là mì bò Đài Loan. Quán này thì vợ chồng mình nhìn thấy nhiều, đi qua nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mới ăn thử ở đây, ăn buổi sáng xem như thế nào ấy. Đấy, quán thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, thì chỉ tiếp có 5 khách, chỉ tiếp có 5 khách. Menu để cho các bạn có thể tham khảo. Đây là phần mì bò của bọn mình đây mọi người, nhìn thấy này, có thể có phần bò bắp bò đã được luộc này, rau cải này, với cả phần nước súp như thế này đó. Giờ bên này thì có một chén dưa chua, với cả vợ chồng mình gọi thêm một đĩa há cảo chiên, sủi cảo chiên, sủi cảo chiên. Đấy. Hôm nay cái thời tiết giống như kiểu mùa thu đông. Xong rồi kiểu ngồi ở một cái quán nó đây mọi người nhìn này, kiểu ngồi quầy bar như thế này này, cho nên là cảm giác muốn đi du lịch. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform, and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And then let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans. What we're gonna do? I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Mua cho Cam bánh luôn. Đây là một tiệm bánh mà vợ chồng mình đã nhìn thấy từ rất là nhiều lần khi mà đi qua đây rồi, nhưng mà hôm nay thì mới đỗ lại để mua. Đó, tiệm bánh trông rất là xinh và nằm ở Trần Ngọc Diện. Đó, thì mình sẽ gắn địa chỉ bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tham khảo nhé. Ở đây thì các bạn có thể ngồi uống cà phê được luôn. Đây, ở đằng sau mình đây các bạn có thể ngồi uống cà phê được. Đó, rất là nhiều những cái loại bánh mà các bạn có thể lựa chọn này. Đây, cái bánh cũng ngon này. Bánh lưỡi mèo. Đó, thì ở trong này thì có các loại bánh mì rồi bánh ngọt. Là ngày gì luôn, lúc nãy ăn mì thì được tặng gà, còn bây giờ mua bánh mì thì lại được tặng một chiếc croissant và một quyển tạp chí này. Xe đạp trông như xe thồ luôn ấy em ạ. Bọn mình đang đi bộ ở một trong con phố nhánh ở Thảo Điền. Nói chung là từ nhà mình đạp sang Thảo Điền thì sẽ mất khoảng tầm 5-6 km gì đấy. Nhìn thế thôi nhá. Ừ. Bình thường thì đi ô tô ấy thì mình thấy rất là nhanh, nhưng mà đúng là đạp xe đạp thì thấy quãng đường này cũng tương đối là xa đấy. Nhưng mà sang bên Thảo Điền ấy thì sẽ có rất là nhiều những cái phố nhánh ấy, nó vắng vẻ yên tĩnh, nhiều hàng quán hơn là bên khu của mình. Khu của mình ví dụ như là đạp đi dạo ngoài trời, bờ sông các thứ thì thích thôi, còn để mà về mua miếc các thứ thì phải sang bên Thảo Điền. Ở thời tiết kiểu đúng là thuận lợi luôn ý. Thời tiết nếu mà nắng thì đi sẽ phải đi buổi chiều chiều. Thời tiết nó dễ chịu cực kỳ luôn. Đạp này thì kiểu như là người tất nhiên nó sẽ phải nóng rồi, tại vì thể dục thể thao mà. Nhưng mà tí nữa thì có sức để mà ăn trưa. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm quán cà phê nào để ngồi, tại vì là trời đang bắt đầu có vài hạt mưa rồi. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around. Vợ chồng mình đang ở một quán cà phê ở ngay gần trường của Cam học. Đấy, quán này thì có thể ngồi ngoài và xe thì mình để ngay đây luôn. Đó. Vắng nữa. Mấy quán ở chỗ trung tâm Thảo Điền thì đông quá. Ừ, hôm nay thứ 7 rồi. Hôm nay thứ 7 nhỉ? Hôm nay còn mát trời nữa. Bây giờ chưa đông đâu, đến tầm chiều chiều kiểu tối là sẽ rất là đông, tại vì ở bên Thảo Điền này có rất là nhiều bar bắp để cho mọi người tập cuối tuần ấy. Mấy lần trước thì mình đã quay cái nơi mua xe đạp rồi, nhưng mà chưa quay kỹ được cái xe đạp ấy. Thì đây là hai cái xe đạp
của mẹ Loan là size S, còn của mình thì là size L. Đấy, mình thì mua thêm một cái túi này. Đây, cái túi này nó sẽ bắt ngang ở cái khung xe đạp như này, rất là tiện lợi để được smartphone ở trên này luôn, và chúng ta vẫn cảm ứng được luôn. Hai bên là hai cái túi. Đằng sau bọn mình mua thêm cái này để mà treo nước các thứ nữa, một bình nước này. Đó, mọi người có thể tự custom cái xe đạp hoặc là mua thêm phụ kiện nào mà mọi người cảm thấy cần thiết. Ram Muay Thái Sài Gòn. Đó, mình thì gọi cà phê sữa đá, còn mẹ heo thì gọi nước chanh để giải khát. Ngọt quá. Quán ở trong này này là họ đóng cửa luôn rồi. Đây này, họ khóa cửa, họ đi ăn trưa hay họ đi đâu ấy thì mình không biết. Thôi đây, hai vợ chồng mình cứ thế ngồi ngoài đây tự uống cà phê, tại vì họ cho cốc mang đi, cứ ngồi ngoài như này quán như bỏ không. Hay là mình anh vào anh pha chế luôn. Hay là anh vào anh mình pha chế luôn. Được không? Ở trong này như là còn có kiểu như là tập Muay Thái sao ấy. Ở đây là trung tâm Muay Thái nhưng người ta chỉ làm cái bar để phục vụ ở đây thôi. Thế xong mỗi lúc ấy là người ta đi về kiểu chắc là chiều mới mở. Xong rồi khách thì người ta đã thu tiền hết rồi và người ta để bàn ghế ở đây để cho khách. Đây có hai vợ chồng mình đang ngồi. Và thôi, biết anh vào anh pha cà phê cho em nhé. Ok, cũng đã buổi trưa rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi về đây để chiều còn đi làm nữa. Quán cà phê vẫn buồn cười là đóng rồi, kiểu vứt khách ở đấy luôn. Nếu mà mọi người thích ý, thì lần sau các bạn hãy comment ở bên dưới nhé, để bọn mình làm nhiều vlog hơn, là chúng ta sẽ đi xe đạp này loanh quanh đi khám phá quán này quán kia. Tại vì công nhận một điều là khi mà đạp xe ý, chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều quán hay, nhiều đường đẹp nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Bye bye.